Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thế giới cây giống chi nhánh cái bè. Hôm nay trại cái bè lại xin được giới thiệu đến mọi người về giống chanh đào. Đây là một loại chanh hiếm có hay còn gọi là chanh nữ hoàng ở đây ha. Tất cả các mọi người có thể nhìn thấy bởi vì sao chanh đào mà người ta được mệnh danh như vậy. Bởi vì cái vỏ lớp ngoài của chanh đào nó trông rất là bắt mắt, đẹp mắt. Và khi chúng ta xẻ phần ruột bên trong thì chúng ta cũng thấy được rằng ở trong cái lớp ruột đó nó có một màu hồng đào rất đẹp luôn. Chanh đào thì ngày nay được rất là ưa chuộng. Chúng ta có thể biết ở những khu vực như ở Bách Hóa Xanh thì cái giá chanh đào bán quanh năm có thể tầm từ 30 đến 70 nghìn một ký. Loại chanh đào này thì chúng ta có thể là ăn tươi, ngoài ra thì chúng ta có thể làm nước ép giải khát nè, và làm luôn cả ngâm muối hay làm tắc ha, làm chanh xí muội đều rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đây, bên đây mình cung cấp cho bạn loại chanh đào là một cây chiết nha. Các bạn có thể nhìn thấy đây, cây chiết cành mập ha, rễ khỏe, cành rất tốt, xanh ha, bầu là loại bầu nuôi rồi thì các bạn có thể trồng về trồng trực tiếp cây. Còn nếu như các bạn rễ chưa được chắc chắn thì các bạn nên để một thời gian giùm mình nha, để cho rễ nó cứng cây nè. Khi chúng ta trồng thì cây nó sẽ không bị hao hụt nữa. Chanh đào thì từ khi thời gian chúng ta trồng cho đến khi ra quả thì là tầm khoảng 12 tháng nha. Đó, khi các bạn coi bộ rễ cây có thể chắc rễ như vậy nè. Đó, các bạn hay nhìn thấy nổi cộm rễ trắng thì chúng ta có thể đem đi trồng được rồi. Và hạn chế sự úng nước đối với loại chanh này nha. Nếu như chanh này bị úng nước thì cây nó rất là dễ chết. Vì thế chúng ta còn lên mô giùm mình nha. Rồi, lời cuối thì hẹn chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những lần giới thiệu cây giống sau của trại chi nhánh cây bè.